Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 2045,6 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2024,72 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2062,74 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 102,43 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 43.912 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng, khép lại tuần này mức 4,051% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng mạnh, đóng cửa tuần này mức 73,95 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Theo nhiều nhà phân tích, thị trường vàng đã có một khởi đầu thuận lợi sau tuần giao dịch đầu tiên của năm 2024, củng cố ở mức cao quanh vùng giá 2.000 cho đến 2.050 đô la Mỹ trên một ounce. Theo một số nhà phân tích, thị trường vẫn rơi vào tình trạng giằng co. Khi các nhà đầu tư cố gắng dự đoán động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, các thị trường hiện tại đang định giá có 68% khả năng xảy ra đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho rằng sau số liệu việc làm trong tháng 12, khó có khả năng ngân hàng trung Mỹ sẵn sàng cắt giảm lãi suất như vậy vào đầu năm mới. Dữ liệu việc làm mới nhất cho thấy 216.000 việc làm mới đã được tạo ra vào tháng trước và tiền lương tăng 0,4%. Các nhà phân tích tại TD Security cho biết báo cáo việc làm củng cố quan điểm rằng Fed có thể tiếp tục đẩy lùi việc cắt giảm lãi suất sớm được thị trường định giá cho đến khi mà có tín hiệu trở nên rõ ràng hơn. Như đã nói, chúng tôi thực sự kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm trong một số báo cáo tiếp theo. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho việc cắt giảm lãi suất trong quý 2. Đồng thời, theo ông Philip Chable, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Life Future cho biết, kỳ vọng cắt giảm lãi suất vẫn tăng cao vì một số nhà phân tích tin rằng báo cáo việc làm mới nhất cho thấy những rạn nứt trên thị trường lao động đang bắt đầu xuất hiện. Ông lưu ý rằng số lượng lớn việc làm của chính phủ trong báo cáo tháng 12 dường như đã làm sai lệch dữ liệu. Ông Chable nói thêm rằng với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3, vàng sẽ được hỗ trợ tốt trên mức giá 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên, ông khẳng định không biết liệu có đủ động lực để đẩy giá lên trên 2.050 đô la Mỹ trên một ounce hay không. Trong khi đó, theo James Tanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại forex.com cho biết, biến động giá trong tuần này cho thấy vàng đang được giới hạn ở mức giá 2.050 đô la Mỹ trên ounce trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng xu hướng giảm giá của vàng sẽ gặp khó khăn vì Fed vẫn dự kiến sẽ giảm lãi suất trong năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong tuần này, ngày 3 tháng 1, tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết nhà nước không khuyến khích kinh doanh vàng miếng, không bảo hộ giá vàng miếng, cũng không chấp nhận được sự chênh lệch giá quá lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới. Giữa giá vàng miếng SJC và một số loại vàng khác, theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, tất cả vấn đề này sẽ được xem xét trong sửa đổi Nghị định 24 năm 2012 NDCP của Chính phủ được ban hành vào năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp tới và sẽ sửa đổi theo hướng vừa đảm bảo quản lý, vừa đảm bảo tính thị trường. Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai và xin ý kiến rộng rãi trong thời gian tới. Còn đối với đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng SJC theo quy định của Nghị định 24, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, dù thương hiệu vàng SJC hay có nhiều thương hiệu vàng khác nhưng mục tiêu cuối cùng là cần phải ổn định thị trường vàng miếng, đảm bảo quyền lợi cho 100 triệu dân. Quyền lợi của nhóm doanh nghiệp kinh doanh vàng rất nhỏ, nhà nước không bảo hộ giá cả của vàng miếng, song luôn tôn trọng quyền mua bán, bảo quản, cất trữ vàng của người dân. Mặc dù trầm lắng trong hai phiên gần đây, nhưng giá vàng miếng trong nước trong tuần này vẫn ghi nhận đà tăng mạnh. Cụ thể, trong sáng ngày 2 tháng 1, ở thị trường Hà Nội, tập đoàn vàng bạc Đá quý Doji niêm yết mặt hàng vàng miếng SJC mua vào mức 69 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là tăng 1 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đóng cửa hôm trước đó. Sang đến phiên sáng ngày 4 tháng 1, thị trường Hà Nội với tập đoàn vàng bạc Đá quý Doji mua vào mức 71,9 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75 triệu đồng trên một lượng, giảm 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm 3 tháng 1.
Đến phiên ngày 5 tháng 1, ở thị trường Hà Nội với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji mua vào mức 72 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75 triệu đồng trên một lượng. Giữ nguyên mức cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm trước đó. Sang phiên cuối tuần ngày 6 tháng 1, ở thị trường Hà Nội cũng với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 72 triệu đồng trên lượng mua vào, 75 triệu đồng trên một lượng bán ra. Như vậy là so với phiên đầu tuần ngày 2 tháng 1, giá mua vào là 69 triệu đồng trên lượng, giá bán ra 74 triệu đồng trên lượng. Mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Hà Nội được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết tăng 3 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước. Đối thị trường tiền tệ thì giá đô la Mỹ các hàng thương mại khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua mua vào mức 24.160 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.530 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.700 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.800 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, phần cuối cùng bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.200.000, bán ra 7.500.000. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang là 3 triệu đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.200.000, bán ra 7.502.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.250.000, bán ra 7.520.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.200.000, bán ra 7.500.000. Doji Hà Nội có cùng mức giá như Doji Hồ Chí Minh. Phú Quý SJC mua vào 7.220.000, bán ra 7.480.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.230.000, bán ra 7.480.000. Tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7.250.000, bán ra 7.400.000, giảm 30.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.200.000, bán ra 7.500.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 7.200.000, bán ra 7.500.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.200.000, bán ra 7.502.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại thì cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra vẫn đang ở mức rất cao, dao động trong khoảng từ 3 triệu đến 3.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.200.000, bán ra 7.502.000. SJC Huế vào 7.197.000, bán ra 7.502.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.200.000, bán ra 7.500.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.200.000, bán ra 7.502.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.198.000, bán ra 7.502.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại duy trì trong xuống giảm trong khoảng từ 41 đến 100.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 4.100 đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhân bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.195.000, bán ra 6.300.000. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.195.000, bán ra 6.310.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.185.000, bán ra 6.270.000, cùng giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở cả chiều mua vào chiều bán ra với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.077,9 nghìn, bán ra 6.207,9 nghìn, giảm 9.900 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.518 nghìn, bán ra 4.718 nghìn, giảm 7.500 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.470,8 nghìn, bán ra 3.670,8 nghìn, giảm 5.800 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.429,9 nghìn, bán ra 2.629,9 nghìn, giảm 4.100 ở chiều vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.